Bây giờ hồi sáng Phật nói hai điều. Một á, là Phật hướng dẫn cho chúng ta nuôi dưỡng tâm từ, thương người già yếu. Mà làm được như vậy đó thì cái công đức mình ngang như là được hầu Phật. Bởi vì sao Phật nói vậy? Bởi vì chúng ta thường nghe câu gì? Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy cúng dường chư Phật không phải là quỳ trước Phật dâng hương hoa lễ phẩm, mà chúng ta cúng dường bằng cách là chúng ta phụng sự cho chúng sanh. Như hồi trưa này, sáng nay chúng ta nghe pháp, nhưng mà trong khi chúng ta ngồi đây thì các vị ở dưới bếp xào nấu. Thì khi mà xào nấu như vậy đó là ta phụng sự cho mình đó. Nhưng mà ta phụng sự cho mình ngồi ở đây mình sát với Phật, mình ê a, mình đảnh lễ, mình chí tâm đồ đó, mình đang hầu Phật. Mà ở dưới bếp ta có hầu Phật không? Có, tại ta phụng sự chúng sanh, ta phụng sự mình nè, là cúng dường chư Phật. Cho nên mình làm việc gì cho người, để cho cái tâm mình làm hoan hỷ nhẹ nhàng, mình luôn quán tưởng. Đừng có thấy cái người đó khó ưa, mà mình phải thấy rằng họ là một vị Phật để mình được phụng sự cúng dường. Cái là mình làm nhẹ nhàng, không có gì khó khăn hết. Việc thứ hai là mở lòng, mình hướng dẫn, quán chiếu của cái vật chất là vô thường, là như mộng huyễn bào ảnh, như tiếng vang, để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người. Mà lỡ mình chết đi cũng không đem được. Thí dụ vậy. Bây giờ đây là cái điều thứ ba mình tu nè. Trong nước có nhiều trộm cướp, nước lửa tai biến khác thường, sinh ra khí độc, bệnh tật tung hoành, tất cả do long thần quỷ vương trong biển gây ra. Trong nước đó mắc phải khí độc, trong bệnh khổ não này là vì các quỷ thần rồng ấy đều do người đời đã gây ra, săn bắn, chém giết, giăng lưới bắt cá, người trúng độc chết. Như vậy thì trong này nói á, những cái tai biến như là trộm cướp, nước lửa, khí độc, bệnh tật cũng có khi do quỷ thần, nhưng mà chính yếu là ai? Là mình. Thưa đại chúng, quý vị thường có nghe cái chữ tam tai không? Thí dụ như mình nói một cái chu kỳ 12 năm thì cứ hễ 9 năm là mình bị 3 năm tam tai, tức là 3 năm liền gặp xui, gặp rủi, gặp những cái điều trắc trở. Thì theo cái bói toán, theo cái khoa đó đó, thì cái cách tính của người ta là người ta lấy 3 cái tuổi hợp với nhau, mà hễ 3 người đó mà hợp với nhau là họ sẽ gặp 3 năm liền trùng cái tam tai. Thí dụ như là năm nay là năm Tuất, phải không? Năm tới là, năm vừa rồi là năm gì? Dậu, thí dụ vậy. Thì nếu năm này nè, người nào mà dần ngọ Tuất thì đây là năm cuối cùng của tam tai. Năm tới là Hợi, phải không? Thì ba người khác, bây giờ tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi Tuất là năm cuối rồi nè. Năm tới hết tam tai rồi. Năm tới tới 3 tuổi khác. Thì người ta cứ tin vào cái đó. Nhưng mà đối với nhà Phật, cái chữ tam tai nó không có nghĩa đó. Tam tai trong kinh điển là gì? Là ba cái nạn. Nếu mà gọi là đại tam tai là nước, lửa, gió, đó là đại tam tai. Còn tiểu tam tai là chiến tranh, đói khát, bệnh dịch. Ví dụ ở quốc độ của chúng ta đây, tiểu tam tai có không? Có mà ít. Ví dụ mình đang sống đây, chiến tranh đâu xa, chứ còn trong vùng mình sống đâu có. Cho nên chiến tranh ít. Đói khát có mà ít. Bệnh dịch không có, lâu lâu thôi, bird flu hay là cái gì đó thì cũng là một loại dịch, thì lâu lâu mới có. Cái này là tiểu tam tai. Nhưng mà cháy rừng, bão lụt,
những cái cơn trốt mỗi năm nó đều xuất hiện, đó là đại tam tai. Và Đức Phật nói trong kinh đó, do đâu mà có tam tai? Con người sân nhiều, sân hận nhiều là tương ưng với hỏa, cho nên gặp nạn lửa. Con người si mê nhiều, cuốn trôi mình như gió, mà con người tham lam nhiều như nước, cho nên nạn nước, nạn lửa, nạn gió là do ba độc tham, sân, si của chúng sanh mà chiêu cảm. Ví dụ, do mình sống trong cuộc sống hàng ngày, cái sự tiêu dùng của chúng ta ít có quán chiếu để thấy rằng cái gì nên dùng, cái gì không nên phí. Có những cái chúng ta phí nho nhỏ thôi, nhưng mà nó tích tụ và nó để thể hiện rằng chúng ta không có nhận ra được, chúng ta không trân quý được những cái chúng ta đang chi dùng. Như là những ly giấy, dĩa giấy mới bị viết foam cups, foam plates, rất là lâu năm để tiêu hủy những cái chất đó. Cho nên nếu mình không cần thiết phải sử dụng, nên giảm chế. Quý vị biết những người Mỹ họ tới chùa mình tu, nếu như trường hợp mà mình nói là kỳ này chùa tổ chức ăn buffet, quý vị sẽ thấy có những người Mỹ người ta xách chén dĩa theo. Người ta đem chén dĩa tới để người ta múc thức ăn của người ta, rồi người ta mang về người ta rửa, chứ người ta không xài chén dĩa giấy. Người Mỹ họ rất là quan tâm tới môi trường. Cho nên ví dụ như trong Phật giáo là mình đề xướng môi trường. Quý vị thấy, quý vị mà để ý, quý vị sẽ thấy rằng Đức Phật là người sống với thiên nhiên. Ngài sanh ở đâu? Sanh trong vườn hoa Lâm Tỳ Ni. Ngài đi xuất gia ở đâu? Ở bên dòng suối Anoma. Ngài tu ở trong đâu? Tu trong rừng. Ngài ngồi thiền thành đạo ở đâu? Trong rừng. Ngài chuyển pháp luân ở đâu? Trong vườn Lộc Uyển. Ngài nhập niết bàn ở đâu? Thành Câu Thi Na ở rừng Sa La sông Thọ. Cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Từ khi Đức Phật đản sinh cho đến khi Đức Phật niết bàn, Ngài gần gũi với thiên nhiên. Và thậm chí khi Ngài sống đời sống hàng ngày của Ngài cũng gần gũi với thiên nhiên. Cho nên thường ngày xưa các chùa hay ở cảnh trí u nhã tịch mịch. Vì sao? Vì cái cảnh trí u nhã tịch mịch đó nó dễ làm cho tâm con người lắng. Và hễ tâm con người mà lắng thì sự nhu cầu nó giảm. Vì vậy thí dụ như bây giờ quý vị thấy ha, ai cũng có cái cell phone là cái gì cần nè, điện, không có không chạc phone được. Mà hễ có cell phone rồi là đi tới đâu, trước hết là bác có wifi cho con xin trước khi hỏi bác có khỏe không. Hồi xưa là gặp nhau là how are you, I am fine, bây giờ hỏi lại you have wifi. Hỏi wifi trước sức khỏe sao, vì wifi là sức khỏe của tôi. Tôi phải khỏe rồi quý vị mới khỏe được. Cho nên á, tam tai của Phật giáo là lửa, nước, gió. Lửa là do sân, nước là do tham, gió là do si. Cho nên ở trong Tây Du Ký, ai coi Tây Du Ký rồi ha, ở trong Tây Du Ký, ông thầy mà ham cái y, vì muốn chiếm cái y của Ngài Đường Tăng, cho nên mới âm mưu với đệ tử là chất củi đốt cái nhà phòng của thầy trò Đường Tăng. Rồi cuối cùng bị Tôn Ngộ Không phát hiện, Tôn Ngộ Không lên trời mượn cái lòng bàn, cái chụp á, chụp cái nhà của sư phụ lại, cho nên lửa nó bao vây lại, nó không cháy, rốt cuộc cháy nguyên cái chùa của ông thầy đó. Rồi cuối cùng mà cái ông thầy mà mưu toan để mà cướp cái y đó, bị cái đống lửa nó đè chết.
Thì cái câu chuyện trong Trây Du Ký đó là tượng trưng cho sân hận si mê và gọi là tham lam. Cái tham như lửa nó đốt mình. Cho nên ở trong Tây Du Ký, những câu chuyện, những cái nạn mà thầy trò ngày Đường Tăng mà gặp phải đó, đều là biểu tượng cho những cái nạn mà chúng sanh chúng ta, đời này chúng ta sống. Nước trôi, gió thổi, rồi cuối cùng gió thổi bay hết. Ông thầy, ông Ngộ Không phải đi lên xin một viên thuốc ngậm vô để gió thổi không có bay. Thì cái viên thuốc đó gọi là định phong đơn. Đơn là thuốc, định phong là chặn lại những cái cơn gió, nó làm không cho gió nó thổi mình đi. Rồi quý vị nhớ đi qua cái Quả Diệm Sơn không? Muốn đi về Tây Phương thì gặp cái núi lửa Quả Diệm Sơn, không qua được. Lúc đó là mọi người muốn quay về rồi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không hỏi Bát Giới, Tây Phương, Tây Trúc nằm đâu? Nó nằm phía Tây. Vậy thì bây giờ lui hai bước, hễ mà muốn tới Tây Phương là phải đi ngang cái ngọn lửa này, phải đi mượn cây quạt gì? Quạt ba tiêu. Cây quạt bằng cái chuối. Tất cả những cái đó đều là biểu tượng hết. Cho nên á, đối với Đức Phật, tai nạn nó có phần đóng góp của mình. Ví dụ như mình nói, trời ơi, tôi bị tai nạn xe cộ do mình lái hơi nhanh, hay là thậm chí không phải do mình, phải do người khác. Mình đang đậu, người khác thắng gấp quá, đường trơn, lũi tới, đụng xe của mình. Cho nên trong tai nạn nó phải có nguyên do. Thì Đức Phật nói, trong nước đó mắc phải khí độc, trong bệnh khổ não này là vì các quỷ thần rồng ấy đều do người đời gây ra. Nếu mà mình gặp những cái chuyện khí độc là do đâu? Do săn bắn chém giết, giăng lưới bắt cá, người trúng độc chết. Thần hồn họ đọa trong biển làm rồng, hoặc làm loài thần hóa sinh có sức mạnh biết được đời trước, tức giận nỗi oán xưa kia mà gây ra xương mốc, phun mưa khí độc vào nước ấy. Khi đó dân chúng có người trúng độc chết, hoặc có người mắc bệnh, có người chỉ bị sơ bên ngoài, đó đều do người đời gây ra. Tức là oán này chồng oán kia. Ví dụ như là mình bị người ta đánh, cái mình suy nghĩ tại sao cái người đó, mình oán trách cái người đó, cái mình tìm một cách khác mình trả. Mình không có đánh người đó lại, nhưng mình hại họ bằng cách nào, người kia bị vậy, tại sao cái người đó hại tôi, nghĩ ra cách khác. Thành thử ra mình rất là nhiều cái mưu toan để mà trả thù, trả oán với nhau. Thì rốt cuộc rồi, tai ương, ách nạn, khổ não xung quanh mình đều từ do những cái tham sân si của mình hết. Bất nhân tàn sát, mạng vật gây oán với nhau. Người tự tay giết thì bị trúng độc liền chết. Người thấy vui theo thì mắc bệnh ngặt nghèo. Hoặc có người chỉ bị sơ bên ngoài, đều do ăn thịt chúng sanh. Có người cùng chịu, có người không cùng chịu. Người thông minh biết rõ tội sát sinh, theo người không dừng. Lấy mình mà suy lường kẻ khác, nào có khác chi? Suy lường như vậy nên truyền rộng lời Phật dạy, thực hành bốn đẳng tâm là từ bi hỷ xả thì phước tự về mình. Cho nên mình quán chiếu, mình thấy trong đời này mỗi người chúng ta đều gặp những cái khó khăn, nó có nguyên do của đời trước. Tại sao có những người người ta dễ dàng trong việc đó mà mình thì không? Nó phải có cái nhân duyên của phước hay là nghiệp hết. Đế vương dân chúng giàu có, nhiều lúc nhiều lúa gạo gặp người quá vợ quá chồng, mồ côi không con, thiếu thốn y thực, tật bệnh khốn khổ không thể tự cứu thì nên chu cấp thuốc men cơm cháo để họ dần dần khỏi hẳn.
Nếu không dứt hẳn, nên biết rõ người này đời trước đã làm ác. Không tin tam bảo, bỏ chân theo ngụy, tham lam, keo kiệt, nên đến nỗi như vậy. Thế nào gọi là bỏ chân theo ngụy? Chân là thật, ngụy là giả. Và chúng ta thường có một cái thói quen là lầm trăng thật, lầm trăng giả mà quên trăng thật. Thấy không? Thí dụ như bây giờ nè, con mắt của mình nhìn, mình nhìn cái gì á, mình ít có nhìn bằng cái chân thật, mà mình nhìn bằng cái tư kiến, có cái pha trộn của mình trong đó. Cho nên cái nhìn mình nó chưa chuẩn. Cho nên Phật nói mình phát tâm tu có bốn thứ tâm nên phát. Mà bốn cái này nó có bốn cái đối nghịch. Thí dụ như là tà nó đối với chánh, chân nó đối với ngụy, đại nó đối với tiểu, thiên nó đối với viên. Tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Bỏ bốn. Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Mà lấy thì phải lấy chánh, lấy chơn, lấy đại, lấy viên. Viên là gì? Là viên mãn, viên tròn. Giống như chùa đây tên là viên giác. Giác là giác ngộ, viên là viên tròn, viên mãn. Sự giác ngộ viên mãn. Mà muốn giác ngộ viên mãn thì thấy gì? Thấy mình, thấy người. Thí dụ như mình trách người ta, nhưng mà mình quên thấy mình, mình quên có phần mình trong đó. Cách đây một tháng, có cô vợ cô lên cô than phiền buồn khổ người chồng. Thì Pháp Hòa phải nói thôi bây giờ đó, trong lúc mình nóng giận á, ai cũng dành cái phần của mình hết. Thôi bây giờ hai cô chú hoan hỷ mỗi người cho mình một thời gian lắng tịnh xuống, rồi hãy nói chuyện với nhau. Thì tháng sau cổ lên cổ nói thầy, con cảm ơn thầy không có khuyến khích con đồng ý tán dương, không có đồng tình với con ly dị lập tức, mà thầy biểu con phải tĩnh lặng rồi hãy giải quyết. Con cảm ơn thầy lắm, tháng nay con quán chiếu thì ổng cũng có một phần mà con cũng hơn phân nữa. Nghĩa là lúc đó ngộ rồi đó. Hồi trưa xưa thì mình nói làm sao? Mình nói là tất cả là do người kia, thấy không? Nhưng mà khi mình quán sâu mình thấy ồ, có trời mà cũng có ta. Tại trước kia mình nói làm sao? Tất cả là do trời hết á. Tất cả là do trời hết á. Cái gì cũng do ông trời hết á. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bây giờ mình hiểu rồi, có trời mà cũng có ta. Thật ra ý nói là có người mà cũng có mình trong đó. Trách người một, trách ta mười. Bởi ta bạc trước nên người phụ sao? Có cái ông đó, sáng ông đi làm, tối về con chó nó sủa. Ông mới mắng con chó. Ông nói cái con chó này nó không có biết trung thành. Tôi là chủ mà nó về nó cũng sủa nữa. Tôi nuôi nó để rồi nó canh ăn trộm, thấy người lạ nó sủa. Bà vợ nó hồi sáng ông đi làm ông mặc cái gì? Nó mặc áo trắng. Bây giờ ông đi về ông mặc cái gì? Mặc áo đen. Tại vì ông đi trắng về đen, cho nên chó nó mới sủa. Ý muốn nói là sao? Mình có cái con như vậy, con chó nó sai hay mình sai? Con chó nó rất là đúng, nó thấy người lạ là nó sủa. Là vì mình thay đổi, cho nên con chó nó mới đổi thay, nó mới sủa. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên á, mình không tin tam bảo. Tại sao
mình gọi là không tin Tam Bảo. Và đâu nói là nếu vậy thì cái người nào mà không phải cùng tu với mình cái họ có tội hay sao? Bởi vì Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là chơn. Quý vị phải nhận Tam Bảo nó ba phần. Hiện tướng của Tam Bảo là Đức Phật, là Quyển Kinh, là người tu. Cái đó là thế gian Tam Bảo: tượng Phật, Quyển Kinh, người xuất gia. Nhưng mà có một cái Tam Bảo mà tất cả mọi người đều có giống nhau, dù người đó không phải là Phật giáo, không phải là Đạo Phật, là sự giác ngộ, là sự sống chân chánh, là sự sống chân thật. Cho nên tổ Lục Tổ Huệ Năng mới nói Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là chân. Giác chánh chân. Mà người nào mà sống bằng tỉnh giác, sống bằng chánh pháp, sống bằng chân thật thì người đó là có Tam Bảo trong tâm, dù người đó không phải là Phật giáo. Nhưng một con người sống ở đời nếu không có tỉnh giác là mê lầm, mà mê lầm thì có thể làm điều tội lỗi. Còn người mà sống có tỉnh giác, biết cái gì đúng phải làm, cái gì sai nên bỏ, thì đâu có luận là Phật giáo mới được làm chuyện đó. Người sống ở đời là ai cũng có thể làm điều đó hết. Chúng ta có một cái khổ là bởi vì chúng ta sống ở môi trường nào, chúng ta chạy theo cái môi trường đó. Cho nên rồi đôi khi mình không thắng được mình. Bây giờ Pháp Hòa nói đâu có ai cấm mình có cái cell phone. Cái xã hội bây giờ là cái phone nó làm bạn với mình. Quý vị để ý mấy đứa nhỏ coi, bốn đứa cháu mình mà tới nhà mình chơi là ngồi bốn góc. Nó là tứ đại thiên vương. Rồi là bắt đầu mỗi đứa nó móc cái bũ bối nó ra, rồi mình không nghe nó nói chuyện, nhưng mà lâu lâu mình nghe nó cười ha hả với nhau vậy. Nó ngộ rồi đó. Người lớn, con nít, người già, người trẻ gì, xuất gia, không xuất gia gì, giờ người nào cũng có cái phone đó. Cái đó đâu có gì sai. Xã hội bây giờ có cái điều là mình có thể làm được. Mình cái nhu cầu mình bao nhiêu để mình mua cái phone gì đó. Thí dụ như mấy bác lớn tuổi nè, mấy bác đâu cần gì đâu, chụp hình, nghe phone với gọi. Chứ mấy bác đâu có biết cái gì Facebook rồi. Nói vậy là mà mình hơi coi thường mấy bác nghe. Có nhiều bác 80 cũng dữ dội lắm á. Chụp hình vừa xong là quăng lên Facebook liền á. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta trong một cái hoàn cảnh này, chúng ta có những cái nhu cầu. Nhưng mà cứ nhớ là chúng ta thu nhận cái gì đúng cái nhu cầu của mình thôi. Còn cái tham cầu là nó vô cùng vô cực lắm, sao mình chạy theo nó nói. Cho nên chính vì vậy mà mình còn bị lôi cuốn. Bỏ chân theo ngụy, tham lam keo kiệt. Đến nỗi, cho nên đến nỗi phải khổ như vậy. Tội phước phân minh, cẩn thận chớ làm ác. Tội phước phân minh là gì? Cái gì nó cũng đều có rõ ràng hết đó. Nó có cái nguyên do trong đó. Vậy nên khởi tâm từ, đem kinh pháp của Phật giáo huấn cho kẻ những người ngu si, khiến cho họ giữ gìn kinh đạo, như trị một người bệnh được dứt, chỉ bày con đường thiện cho họ, thọ trì năm giới, trọn đời trong sạch. Phước đó ngang bằng với hầu Phật. Đây là việc thứ ba. Như vậy việc thứ ba là mình quán thấy, quán thấy rằng cái cõi đời này có những chuyển biến do trộm cướp, nước lửa, bệnh tật, khí độc, rồi giết chóc, tàn sát vân vân, đều do chúng ta có những cái việc như là chẳng tin Tam Bảo, bỏ chân theo ngụy, tham lam keo kiệt, hoặc là chúng ta sống ở đời mà chúng ta không có biết, gọi là chừng mực,
những cái nhu cầu. Bây giờ nói tới cái thứ tư. Ở đời có sa môn phạm chí thanh cao trong sạch vô dục, thuộc kinh điển nói đúng pháp luật. Ở trong này có hai từ chúng ta cần biết, một là sa môn, hai là phạm chí. Thưa sa môn là một danh từ chung để chỉ cho những người nào bỏ ác làm lành, có sự tinh tấn, gọi là sa môn. Như vậy ở Ấn Độ ngày xưa Bà La Môn cũng là cũng có những vị sa môn. Cho nên thời của Phật, những người xuất gia nào đoạn ác làm lành, tu hành tinh tấn cũng được gọi là sa môn. Nhưng nói rõ hơn là sa môn thích tử. Phải thêm hai chữ ở sau là thích tử, để nói là gì? Các vị sa môn này là con dòng, tức là đi theo Phật Thích Ca đó, con cái dòng họ Thích, cho nên gọi là sa môn thích tử. Cái câu này quý vị thường nghe lắm, các tổ hay quở. Sa môn thích tử tại sao làm vậy? Tại vì các vị nói sao? Các thầy là sa môn là đành rồi, nhưng mà nhớ là mình là sa môn thích tử, tức là vượt hơn cái bình thường. Nói tóm, sa môn là những người sống cố gắng đoạn ác làm lành, tinh tấn tu học. Bây giờ cái đó là cái nghĩa của sa môn. Bây giờ sa môn có bốn loại. Một là thắng đạo sa môn, nghĩa là những vị này là những bậc thánh chứng A-la-hớn. Bậc này mình không có phần, hiện tại bây giờ mình không thấy. Sa môn có một loại gọi là thắng đạo sa môn, nghĩa là những vị này là những bậc đã chứng thánh. Cái thứ hai là thuyết đạo sa môn. Thế nào gọi là thuyết đạo sa môn? Nghĩa là các vị này còn học, còn tu, và được một cái lợi là đem lời Phật thuyết pháp giảng kinh, thì các vị này gọi là thuyết đạo sa môn. Cái thứ ba gọi là hoạt đạo sa môn. Sao gọi là hoạt đạo sa môn? Là cái người này còn là phàm phu giống như mình vậy đó, sống có giới luật, nỗ lực tu hành. Vị này gọi là gì? Gọi là hoạt đạo sa môn. Chữ hoạt là sinh hoạt, làm những việc trong đạo. Cái này mình còn thấy. Và cái người này là những người phàm phu, họ không có xuất gia, họ không có xuất gia, nhưng mà họ cố gắng, họ sống theo giới luật, tinh tấn tu học. Vậy thì bây giờ sa môn này là ai? Là mình nè. Mình là hoạt đạo sa môn đó. Tức là mình không phải là người xuất gia, mình không có cạo đầu mặc áo, mình là những người cư sĩ sống trong đời, còn phàm phu đó. Nhưng mà trong đời sống phàm phu người thường của chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta cố gắng, chúng ta học hạnh của các bậc tu hành. Ví dụ như đang chạy trường, mình đang chạy kỳ, mình học rồi. Người ta tụng kinh ngày 4 thời, mình tụng kinh ngày 2 thời sáng chiều, hoặc là 1 thời. Người ta trọn đời đi xuất gia cạo đầu, mình mỗi tháng về chùa bát quan trai, một năm đi xuất gia gieo duyên lần, 2 lần. Vậy thì mình, rồi các vị kia bố thí pháp, thuyết pháp, mình không biết bố thí pháp, mình sống đời sống như là người tu học, để người khác thấy cái hình tướng tu hành của mình, người ta học theo. Mình không ngồi pháp tòa, nhưng mà mình nói pháp trong bằng hành động, bằng cách sống của mình. Các vị thuyết pháp cho người khác nghe, đó là khẩu giáo.
Còn mình sống đời sống lương thiện của một Phật tử để hướng dẫn người khác tu theo là thân giáo. Người khác có những ý nghĩ sai lầm, mình chuyển hướng người ta đừng có nghĩ tiêu cực, gọi là ý giáo. Cư sĩ Phật tử vẫn có thể là sa môn, như là hoạt đạo sa môn. Còn các vị thầy xuất gia còn là phàm phu nhưng đi thuyết pháp, trùng tiên lời Phật, gọi là thuyết đạo sa môn. Mình không phải là thắng đạo sa môn, nhưng ít nhất cũng là thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn, chớ mình không làm hạng thứ tư là ô đạo sa môn. Nghe chữ ô là biết rồi phải không? Ô là gì? Dơ là đen. À, trà mày đen thùi, đỏ lòm kêu ô long. Trà ô long. Ngựa mà đen kêu là ngựa ô. Ô đạo sa môn là người này phàm phu rồng rạc, có khi cũng có hình tướng xuất gia, nhưng mà đời sống không có gì xuất gia hết. Đây là ô đạo sa môn đó. Như vậy trong bốn loại sa môn, mình không dám gọi là thắng đạo sa môn, nhưng mình phải nhận mình là hoạt đạo sa môn hoặc là thuyết đạo sa môn, và cố gắng hết sức để đừng làm ô đạo sa môn. Làm được không? Làm được. Nhưng mình cố gắng mình sống. Thí dụ Phật tử mình đi chùa sao mà để ta nói trời ơi bà nó mà tu gì. Là mình thấy là mình rớt rồi đó. Nói vậy chứ thưa đại chúng, ở đời nó khổ lắm. Lúc mình chưa có đi chùa, chưa gì hết, ta không biết mình là ai, ta khỏe. Nhưng mà khi người ta biết mình là cái gì rồi, người ta đặt để bà đó là Phật tử rồi, ông kia đi xuất gia rồi. Nhưng mà người ta đâu quên là xuất gia chứ mình cũng thủy chung cũng còn phàm phu, cũng còn đang dùi mài chùi rửa dữ lắm chứ đâu phải bình thường đâu. Phải không? Cho nên đó, tại sao mình tu một ngày bắt quan trai mà phải ở trong chùa để nó cố gắng nó lọc. Ở nhà cũng được nữa, Bồ Tát giới tại gia là ta thọ bắt quan trai ở nhà đó. Bởi vì tháng thọ 6 ngày. Hay là tùy theo khả năng của mình. Nhưng mà cái vị đó phải nỗ lực dữ lắm. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ mình ở nhà nè, hôm nay quý vị ở nhà là giờ này quý vị làm giấc rồi đó. Thấy không? Nãy giờ là cố gắng lắm đó, mí mắt chân trời mỏi. Trời ơi, giờ sáng tôi ngủ, tối tôi ngủ đâu có được. Mà 5 giờ đã báo thức rồi, mà tu gì mà tu từ 5 giờ sáng tới giờ liên tục, liên tu bất tận, tu liên miên, tu miên mật. Hỏi tu miên mật là sao? Mật là kính, tôi kiếm chỗ nào dựa dựa đó. Tôi dựa, tôi giả bộ tôi kéo cái nón xuống hỏi làm gì lạnh đầu quá. Nhưng mà thật sự để che cặp mắt. Hỏi đang làm gì? Tôi đang ngồi thiền để nghe pháp. Nhưng mà thiệt sự là mình nãy giờ mình nhập định mất tiêu rồi. Nhưng mà mình ở trong chùa nè, ở trong chùa về chúng người ta đi tụng kinh mình tụng theo, người ta ngồi thiền mình ngồi theo, người ta ăn mình ăn theo. Tức là tu với đại chúng nó giống như một cái dòng suối vậy đó. Nó làm cho mình đi theo cái dòng sông đó. Chứ còn ở nhà là có con ma làm biến nó điều trị mình rồi. Nói tụng kinh dễ ha, tụng nhìn chữ được chữ không, tụng trật tội chết. ngủ cho khỏe. Vậy rồi tụng kinh cho nó đàng hoàng. À cũng có lý ha. Thôi mệt quá nằm 15 phút rồi. Nhưng mà 15 phút cái nó ngút nguyên buổi chiều. Cho nên á, Đức Phật nói đây, ở đời có sa môn. Mình giải thích chữ sa môn rồi phải không? Bây giờ nói tới chữ phạm chí. Phạm chí là gì? Là người thành công trong sự nghiệp tâm linh, đạt được tịch tỉnh vô thượng, không còn mong cầu gì nữa. Những vị đó gọi là phạm chí. Quý vị đọc trong kinh đó, nhất là mấy bộ kinh A Hàm, hay nghe Đức Phật nói mấy ông phạm chí. Mấy ông phạm chí là mấy người mà người ta sống cuộc đời giống như người tu vậy đó. Họ sống cuộc đời thiểu dục tri túc,
tâm linh họ mạnh lắm, họ không có còn bị những cái lôi cuốn. Nhưng mà họ chưa phải là người giải thoát chứng thánh, nhưng mà họ là những người sống có rất là chuẩn mực về đời sống tâm linh. Cái người như vậy gọi là phạm chí đó. Bây giờ Đức Phật nói ở đời có sa môn phạm chí, thanh cao trong sạch vô dục. Vô dục đây á, nghĩa là không còn những ham muốn, chứ không có nghĩa là sắc dục. Dục á, nó chỉ có nghĩa là ham muốn thôi. Nhưng mà hễ người nào ham muốn về xác thịt thì gọi là sắc dục. Còn người nào mà còn ham muốn về ăn uống gọi là thực dục. Người nào còn ham muốn về ngủ nghỉ gọi là thủy dục. Chớ chữ dục nó không có xấu. Chữ dục nó không có xấu. Thấy không? Chữ dục là ham muốn. Thí dụ như mình nói dục tri tiền thế nhân, nghĩa là ai mà muốn biết được đời trước của mình thì cái chữ dục nó nghĩa là muốn thôi. Nhưng mà muốn cái gì? Thấy không? Thí dụ như dục tu gọi là muốn tu. Phật dục siêu tam giới, quang minh chiếu thế gian, nghĩa là Phật muốn độ ba cõi gọi là Phật dục siêu tam giới. Thì chữ dục nó nghĩa là muốn. Nhưng mà hễ mình ham muốn cái gì mà nó làm cho mình bị hạ liệt, cái đó gọi là ham muốn hạ, gọi là dục hướng hạ. Thí dụ như ham tu, ham ngồi thiền, ham bố thí, cái đó là dục hướng hướng thượng. Cho nên chữ dục không có sao. Nhưng mà tùy cái dục của mình. Ở đây nói thanh cao trong sạch vô dục, tức là không còn sự mong muốn thấp kém nào nữa. Thuộc kinh điển, nói đúng pháp luật. Tại sao mình phải thuộc kinh? Thuộc kinh để những lời kinh nó lưu xuất ra, nó nhắc nhở mình trong những cái trường hợp mà mình cần được nhắc nhở. Có những lúc mình không có thầy kế bên, không có tăng kế bên. Phật thì tượng thì nhiều lắm, đứng gần tượng Phật mà vẫn sân, thì lúc đó pháp cứu mình. Trong tâm mình nhớ câu kinh. Nhớ câu kinh. Nhớ câu gì? Một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức. Nhất tinh chi quả năng thiêu vạn phẩm công đức chi sơn. Lúc đó không có thầy nào tới nhắc mình hết á. Tượng Phật không có trả lời được gì mình hết. Thì pháp cứu mình. Mình quy y tam bảo. Phật, pháp, tăng. Nhưng mà pháp linh động, vì pháp, mình nhớ pháp, pháp ở trong mình. Chờ khi mình có việc, có nhiều khi tăng tới khuyên, mình cũng gạt tăng ra luôn. Để đó con, bữa nay con phải thanh toán người này mới được, thầy để đó. Thí dụ vậy, hoặc là nhiều khi mình dẫn luôn tăng. Thì chỉ có pháp cứu mình thôi. Vậy thì nhớ Phật, nhớ pháp, nhớ tăng. Có những lúc niệm Phật nó quớt lắm. Có những lúc niệm pháp mới quớt, còn niệm Phật không quớt. Đang giận quá, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nhắm mắt lại người đó xuất hiện với mình. Thì bây giờ niệm Phật không bằng niệm pháp. Một đốm lửa sân thiêu cả rừng công đức. Một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dạy gì không niệm. Lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc ai danh với lợi, riêng ta cứ rộng tình. Lúc đó những cái câu pháp đó giúp cho mình. Cho nên là thuộc kinh. Thuộc không phải để trả lời với Phật, mà thuộc như là chuẩn bị thuốc sẵn. Quý vị mở bóp ra thế nào cũng có một chai dầu. Các bác Á Đông đi đâu cũng có chai dầu. Ai nhức đầu móc dầu ra đưa. Ai đau bụng móc dầu ra đưa. Trong giỏ mình là ở xứ này, thế nào trong giỏ cũng có một hộp thuốc dị ứng. Nghe rồi người đó hát hơi dị ứng. Trong vỏ mình căn bản là thuốc dị ứng, là thuốc đau bao tử nè, chai dầu, phải không? Còn người nào mà hành nghề nữa là có cái đồ cạo gió. Đi tu gì chứ sách đồ cạo gió. Thấy người nào mà dứt đầu chống mặt để tôi. Bữa nay tôi ra tay cho. Như vậy thì thưa đại chúng, là trong vỏ mình có những cái đó để mình cứu chữa người ta. Thì cũng giống như trong tâm mình phải chứa một vài câu kinh vậy đó. Một vài câu kinh vậy đó. Ví dụ quý vị thuộc ha, yết đế phải không? Vì thuộc yết đế là thuộc tiếng Phạn và thuộc tiếng Việt đi. Cố gắng, cố gắng,
cố gắng hơn nữa, cố gắng hơn nữa, vượt thoát khổ rồi, đến bờ an vui là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Thì cái câu đó nghĩa là gì? Là cố gắng là Yết Đế, Yết Đế. Ba La Yết Đế là cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết Đế là cố gắng hơn chút nữa. Ô cha, Bồ Đề tới rồi, giác ngộ rồi, Ta Bà Ha mừng quá. Mà nói theo mà, thế gian bây giờ chút hú hồn, hú vía. Ví dụ như giờ mà mai nếu mà mình lỡ hiểu lầm người đó, mình nói bậy một cái là người ta quánh mình sao? Hú hồn, tôi chưa có nói sai, phải không? Bồ Đề Tát Bà Ha, chữ Ta Bà Ha là gì? Là anh đến chỗ đó rồi đó, anh đến chỗ rốt ráo là viên mãn, là vô ngại, là không còn chướng nạn gì, gọi là Ta Bà Ha. Quý vị nghe cái bài của mình nói Ta Bà Ha sáu nghĩa. Như vậy thì mình thuộc câu đó, cho nên tại sao trong cái câu cuối là câu chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ chân thật, không có hư dối. Hỏi câu chú này là gì? Tức thiết chú viết, tức nói như vậy, liền nói chú như vậy. Yết Đế, Yết Đế, cố gắng, cố gắng. Ba La Yết Đế, cố gắng hơn nữa. Ba La Tăng Yết Đế, cố gắng thêm chút nữa. Giác ngộ rồi, vui quá trời vui. Trời ơi, chú gì mà ngộ vậy? Hỏi ra một câu thần chú mà Bồ Tát Quán Tự Tại mà nói xác định với mình là đại thần chú. Đây là bài chú rất lớn, đại thần chú. Là đại minh chú, là bài chú sáng chói. Là vô thượng chú, không chú nào hơn chú này. Thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, có khả năng trừ tất cả khổ, nói thật không nói dối. Liền nói chú rằng, tức thiết chú viết. Vậy thì thuộc câu kinh đó có lợi không? Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền, nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, niềm an vui dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Thuộc mấy câu đó bỏ túi. Khi nào hữu sự đem ra xài. Mùa này nè, sale dữ lắm. Nhất là December 26. Ở bên Canada nó gọi là Boxing Day. Boxing Day. Lễ Boxing. Món hàng nào cũng sale 50%, 75%, hốt quá trời hốt luôn. Tới hồi cuối cùng ra, trời ơi, nó tăng rồi nó giảm. Nó tăng rồi nó giảm, tưởng đâu half price, ai nhờ đâu là regular price. Bây giờ mình đi phải không? Cứ đi, nhưng mà không cần là không mua. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, đem ý thức tinh chuyên phòng hộ. Tôi vẫn nhìn, tôi biết đẹp, tôi biết rẻ, nhưng tôi ý thức rằng tôi không cần. Window shopping good enough. Đem ý thức tinh chuyên tổng hợp. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa. Mình có nhiều tập khí không? Nhiều lắm. Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa, niềm an vui dâng khắp mọi nhà, hạt giống tốt gieo về muôn lối. Cùng tăng thân xin nguyền trở lại, nơi cõi đời làm việc độ sinh. Thì những cái câu đó là nhớ kinh điển đó. Ở đời sa môn phạm chí, thanh cao trong sạch vô dục, thuộc kinh điển, nói đúng pháp luật. Đế vương thần dân nên đem lòng cung kính những bậc phụng hành giới luật. Đó là Đức Phật nói, vua quan và các vị nên cung kính những người có giữ giới luật. Những bậc cao sĩ này miệng nói ra lời gì đều là những lời chư Phật để lại. Chữ cao sĩ là gì? Những người có tâm linh cao thượng. Và chữ cao sĩ có nghĩa là Bồ Tát đó. Đó là một nghĩa nữa của chữ Bồ Tát. Bồ Tát có nhiều nghĩa lắm.
Bồ Tát là cao sĩ, là thỉ sĩ, là đại sĩ, là giác hữu tình, là hữu tình giác, là giữ tâm của chúng sanh không lui sục, là đại đạo tâm, là thành tựu chúng sanh. Đó là nghĩa của Bồ Tát. Cho nên ví dụ như quý vị đọc trong kinh mà quý vị nghe nói này đại sĩ, thì phải biết là kêu Bồ Tát đó, nhưng mà kêu bằng một từ khác, này đại sĩ. Ví dụ quý vị đọc trong kinh, quý vị nói Đức Phật gọi này các vị khất sĩ, là quý Phật kêu ai? Các thầy tỳ kheo, mấy thầy đó. Nhưng mà thay vì này các thầy tỳ kheo, bởi vì tỳ kheo có ba nghĩa: khất sĩ, phá ác, bố ma. Và thậm chí các vị nói này các vị bố ma, thì mình cũng hiểu là Phật gọi tỳ kheo đó. Này các vị phá ác, này các vị khất sĩ. Hay ngược lại, có khi chúng ta gọi Phật là Thế Tôn, đúng không? Có khi chúng ta gọi Phật là Như Lai. Thí dụ như nói bạch Đức Thiện Thệ, cũng là Phật đó. Nói con xin bạch Đức Điều Ngự Trượng Phu, là gọi ai? Gọi Phật. Tại vì Phật có 10 cách gọi: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Vậy thì gọi danh từ nào cũng để chỉ cho Phật, thì ở đây cũng thế. Gọi cao sĩ là Bồ Tát. Những bậc cao sĩ này miệng nói ra lời gì đều là những lời chư Phật để lại. Và chữ cao sĩ này có nghĩa là ở trong những người, sĩ là người, trong những người, người này là những người cao đẹp, cao thượng, vì họ phụng hành giới luật, nói những gì Phật nói, khiến người bỏ ác làm thiện. Người cao sĩ là nói ra mà người ta nghe, người ta tin theo, người ta làm theo, người đó gọi là cao sĩ. Ấy hơn ân cha mẹ gấp trăm phần. Tại sao cái người mà nói cho mình nghe bỏ ác làm lành mà hơn ân cha mẹ? Vì cha mẹ sinh mình ra thôi, chứ đâu giáo hóa được tâm mình bao nhiêu đâu. Nhưng mà sở dĩ ngày nay mình bỏ ác làm lành, mình thấy được cái sự tu tập là nhờ các bậc, người ta dạy cái đạo lý cho mình. Có nhiều khi cha mẹ sanh được mình mà không có hướng dẫn. Ví dụ như mình nè, có nhiều khi mình sanh con, mình nuôi con, nhưng mình nói nó không nghe. Nhưng mà người dưng nói nó nghe. Nhưng mà nếu mà người dưng đó, đó mà họ thiện đó, họ nói điều thiện, hướng dẫn điều thiện, thì nó thành người tốt. Cho nên thưa đại chúng là mấy đứa nít ở đây nó đi học ở trong trường, trường cô giáo nói gì là nó về nó răm rắp, chứ mình nói nó nói mình không biết. Cái đó không phải nó sai mà cũng phải mình sai, nhưng mà cái hoàn cảnh, vì nó nghĩ rằng ở trong trường học dạy mới đúng, cho nên nó tin như vậy. Và thậm chí có nhiều lúc không phải như vậy, là nó không phải, nó có nhiều khi cha mẹ mình dạy được con mình thì cha mẹ cũng là bậc cao sĩ, chứ không phải là chỉ cha mẹ không. Nhưng mà ở trong cái trường hợp general, bình thường là ơn của cha mẹ là sinh mình, nuôi dưỡng mình, nhưng mà dạy dỗ, hướng dẫn tâm linh, khai mở trí tuệ cho mình là những bậc cao sĩ. Vì làm cho người qua đời không bị đọa vào ba đường ác, thấy không? Nếu mình mà chuyển hóa được của mình đó, thì mình không đọa vào đường ác. Cho nên thầy tổ chư Phật Bồ Tát là người giúp cho mình vượt cái con đường khổ đau, đọa lạc trong ba đường ác. Vậy thường nên đem tâm từ cung kính những vị ấy. Thà uống nước đồng sôi, dùng dao bén cắt lưỡi, cẩn thận chớ hủy bán người thanh khiết này. Quý vị biết là ngài Mục Kiền Liên với ngài Xá Lợi Phất đó, là hai vị thánh tăng đệ tử Phật đó. Mà cái thời đó cũng có một số người ganh với các ngài, cho nên thỉnh thoảng cũng có những thầy trẻ chửi các ngài, dùng những cái lời nói gọi là miệt thị các ngài. Thì cái thời Phật có một số các vị đó, và sau này các vị mắc bệnh do cái quả báo là mình mắng chửi các bậc thánh. Không phải là các bậc thánh ta phạt mình đâu, không phải vậy. Nhưng mà những người mà người ta có cái đạo hạnh, mình phỉ báng người ta, tự mình chuốc cái lỗi của mình.
vậy thôi. Cho nên Phật nhắc, thà uống nước đồng sôi, dùng dao bén cắt lưỡi, cẩn thận chớ quỷ bán người thanh khiết. Thà tự chặt tay, chớ làm cho vị ấy đau đớn. Nói câu này Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ học luật sa di, trong đó có một câu: ninh tự đoạn thủ, bất thọ nghĩa của phi tài. Thà tự chặt tay, chớ không được ăn cắp của người khác, hay là lấy dùng những cái của phi tài, phi nghĩa đó, vật phi nghĩa bất thủ, nhân phi tài bất giao. Người mà không phải là người tài không có giao du, của cải không phải là của cải đàng hoàng không được lấy. Giả sử người ngu gặp kinh điển của Phật, biết rõ việc đến đi, nhờ vậy lánh xa đám ngu ám, mau chóng đến những vị hiền giả nghe giảng thánh điển mà trở thành người cao đức. Ví dụ bây giờ mình không biết gì hết, không biết kinh điển gì hết, nhưng có một điều căn bản mình biết là không làm ác, làm lành. Ở đời ai cũng hiểu điều đó cả. Còn kinh điển sâu xa tôi không biết vậy, nhưng mà tôi biết điều là điều ác không làm, điều thiện nên làm. Mà thưa đại chúng, quý vị có biết là điều thiện mà làm, điều ác không làm là Bồ Tát không? Đó là Bồ Tát đó. Hỏi Bồ Tát tu gì? Bồ Tát tu ba thứ thôi: nhiếp thiện pháp giới, nhiếp luật nghi giới, nhiêu ích hữu tình giới. Đó là tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Thế nào gọi là nhiếp thiện pháp giới? Là làm tất cả việc lành. Thế nào gọi là nhiếp luật nghi giới? Là giữ tất cả giới, làm tất cả việc lành. Nhiếp thiện pháp giới là lánh xa các điều ác. Thế nào gọi là nhiêu ích hữu tình? Là rộng độ chúng sanh. Cho nên ngày nào mình ăn cơm mình cũng đọc ba câu đó đó: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ chúng sanh. Ba miếng cơm lạc mỗi ngày đó. Như vậy là mình là người sa môn đó. Mà sa môn hồi nãy mình nói là gì? Cái này là cái gì sa môn? Hoạt đạo sa môn. Và mình còn khuyến khích được người khác tu giống vậy. Nói tôi ăn chay không nổi, nói tôi ăn chay không nổi, nói thôi bây giờ mỗi buổi trước khi ăn, anh ăn ba miếng cơm lạc được không? Dạ được. Giả sử người ngu gặp kinh điển của Phật, đây có một câu này: thà tự mổ bụng môi tim ra đốt, chớ đem lòng giận dữ đối với người này. Giả sử gặp người ngu gặp kinh điển của Phật, biết rõ việc đến đi, nhờ vị lánh xa ngu ám, mau chóng đến những vị hiền thánh giả mà trở thành bậc cao đức. Sa môn phạm chí không mua bán cầu lợi, vì thân cấu quế, tâm hành thanh tịnh giống như ngọc báo minh nguyệt, tay bưng bình bát, nhọc thân khất thực, vừa đủ cung cấp cho miệng, ngoài ra không tích chứa. Ngày xưa các cái ý nghĩa mà các vị đi khất thực là vậy đó, nghĩa là không ăn đồ ăn cách đêm. Thưa đại chúng, Phật nói vậy nè: một người tu là không có giận người nào qua đêm. Hỏi anh giận người đó bao lâu rồi? Mới có 3 tháng à. Phật nói là mình không có để đồ ăn cách qua đêm, giận người cũng không giận qua một đêm. Khó lắm, nó thấy ghét quá mà sao mà biểu tôi giận nó không đêm được. Thông cảm lắm. Đó là Phật mới nói ha, tay bưng bình bát, cực thân đi khất thực, nhưng mà cung cấp đủ miếng ăn thôi. Ý nó là các cái bậc mà người ta sống cuộc sống mà gọi là sa môn phạm chí, là cuộc sống ta chỉ có vậy thôi. Vừa đủ cung cấp cho miệng, ngoài không tích chứa. Hoặc ở chùa, hoặc ở núi rừng đầm vắng, bên gốc cây, nơi nghĩa địa, đều biết túc mạng, phân biệt chân ngụy, làm theo kinh điển, vì đời mà làm chiếc cầu tốt.
Thưa đại chúng, hôm rồi Pháp Hòa đi Úc á, thì trong một cái buổi giảng Pháp Hòa có nói về cái đức hy sinh của Bồ Tát hay là của mọi người xung quanh. Thì trong đó Bồ Tát có nguyện một điều là đối với thân này xin nguyện làm chiếc cầu. Cho nên trong này mới nói nè, vì đời mà làm chiếc cầu tốt. Đối với thân á, là Bồ Tát phát nguyện là đem thân này làm cái kiều, kiều lương, tức là cái cầu. Người ta không có hiểu nhau. Mình làm cái nhịp nói, mình lại mình nói để hai bên hòa thuận với nhau. Cho nên người đời cũng hay nói vậy đó, tôi xin làm nhịp cầu cho hai vị hòa thuận lại với nhau. Tôi xin làm cái nhịp cầu để mà gọi là bắt cầu tâm giao. Cho nên ở đây Bồ Tát cũng làm chiếc cầu tốt. Tâm từ bi bao la, lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương thần dân, khiến cho quốc độ mình bình yên. Cho nên trong kinh mình tụng ngày nào cũng có một câu: quốc giới an ninh binh cánh tiêu, phong điều vũ thuận dân an lạc. Phải không? Rồi trong cái lời phục nguyện của mình đó, phục nguyện Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an, gia gia vô cơ cẩn chi tai. Cơ cẩn là gì? Cơ cẩn chi tai là gì? Là những tai nạn về đói khát. Cơ là đói đó. Gia gia vô cơ cẩn chi tai, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Những cái lời mình hay phục nguyện mỗi lần tụng kinh xong: thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Còn nếu mình đọc kinh bằng tiếng Việt á: chúng con nguyện đem công đức trì tụng kinh này, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, mưa hòa gió thuận, đất nước bình an, khắp nơi thành thị nông thôn, mọi giới biết noi theo đường tu tập, thiên nhiên được bảo vệ an lành, xã hội hưởng tự do bình đẳng. Đó. Cho nên trong này Phật nhắc á, khởi tâm từ bằng cách nào? Khởi tâm từ bằng cách là lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương. Đế vương là ai? Là vua. Tại thời xưa là mình cầu cho vua, còn thời nay là gì? Cầu cho đất nước, cầu cho chính quyền, người ta luôn luôn được sống khỏe mạnh và người ta quản trị đất nước này bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp của người ta. Ở trong cái cuốn Bách Trượng Thanh Quy, ngài Bá Trượng ngài có soạn ra những cái quy luật của thiền môn. Bá Trượng Thanh Quy là một cái quyển thanh quy để mà ứng dụng trong nhà chùa, và trong đó có những nghi thức cầu cho vua nè, cầu mưa nè, cầu nắng nè, ô cha, đủ thứ hết, các nghi lễ đầy đủ ngài soạn. Và ngày xưa là bởi vì ta sống trong thời phong kiến, có vua. Nhưng mà thưa đại chúng, đất nước nào, thời đại nào cũng có vua, nhưng mà tên gọi nó có khác thôi. Ví dụ bây giờ vua nước Mỹ là mình gọi là gì? Là tổng thống. Nhưng mà nếu mà ông tổng thống đó, ông vua đó đó, ổng sáng suốt, ổng chánh niệm, ổng quản lý đất nước tốt, thì đất nước đó hưng thịnh. Và những người quan liêu ở trong cái nguồn máy đó không tham lam, không tham nhũng, thì dân giàu nước mạnh. Ví dụ vậy đó. Cho nên chú nguyện cho đế vương, cho thần dân, khiến cho quốc độ bình yên. Quốc độ là cái đất nước mình ở đó. Sự dạy bảo đạo đức của các bậc cao sĩ này làm cho thiên rồng quỷ khởi tâm thương xót, không làm theo thế tục và không gây lỗi lầm theo tình dục, bằng những nhận thức đáng khen ngợi. Quốc vương thần dân nếu là người có trí thì nên tìm đến những bậc cao sĩ ấy, tùy chỗ cần dùng mà dâng cúng y thực giường nằm,
Tật bệnh thì cấp thuốc men để cho những vị ấy yên ổn, được nghe các vị giảng kinh, giới luật, rộng nói, chỉ dẫn tọa thiền, định niệm, hoặc từ đó đắc đạo, hoặc chết được sinh cõi trời. Tức là các vị mà, các vị mà vua chúa đó, mình cầu cho các vị đạo đức, sống lâu ở đời, để mà khuyến khích, hướng dẫn các người dân, từ các vị vua chúa cho đến quan dân, ai cũng biết, gọi là tìm đến những bậc này để học hỏi. Ngày xưa đó, một vị vua anh minh quân á, là có một vị quốc sư. Quốc sư đó là những vị mà người ta cố vấn cho vua. Thí dụ như là thời vua, vua gì mà, cái vua gì mà thời nhà Lê đó, vua là gì, Cờ Lao Tập Trận á, Đinh Đinh Bội Lĩnh, vua Đinh Bội Lĩnh. Thì vua Đinh Bội Lĩnh á là đặt cho nước Việt Nam mình tên là Đại Cồ Việt đó. Thì cái vị quốc sư mà cố vấn cho vua đó là ngài Khuôn Việt, thiền sư Khuôn Việt. Còn đến thời nhà Lý đó, ngài Lý Công Quẩn là vị mà gọi là cố vấn cho vua là ngài Vạn Hạnh thiền sư. Cho nên những vị vua của Việt Nam mình ngày trước cũng có những vị quốc sư, các vị cố vấn cho vua, ngăn vua làm điều ác mà khuyến vua làm điều thiện. Có một cái ông vua đó, ổng nghe có một cái người đó có hiếu, thì ổng mới kêu cái người đó vô để làm cái người lính đánh xe cho vua. Thì một hôm không biết ai tâu rỗi gì đó, ổng mới ra lệnh ổng chém đầu cái người lính mà lái xe chơi, cởi xe ngựa cho vua. Bao nhiêu người vô khuyên ổng cũng không buông. Cuối cùng có một ông quan, ổng nói bẩm bệ hạ, có con chuột xạ. Thì ông quan này mới nói á, bẩm bệ hạ, cái tên lính này á, nó đáng chết 2 lần. Mà cái tội đáng chết nhất là nó chết rồi mà nó vẫn làm cho vua bị mang tiếng vì một việc nhỏ mà viết một tên lính. Ông vua nè, cái tên lính này đáng chết lắm, làm cho hoàng thượng mang tiếng vì một việc nhỏ mà giết chết nó. Ông vua nghe xong, các khanh hãy dừng lại, tha cho nó đi, kẻo trẫm mang tội tiểu nhân. Như vậy thì cái ông quan này không biết khuyên người không? Bây giờ mấy người kia vô, xin hoàng thượng hãy rộng lượng hải hà mà tha cho nó, nghe cải lương. Nhưng mà ông vua này ổng có cách khuyên, ổng khuyên ông quan này, ổng có cách khuyên, ổng động vào cái ngã của ông vua. Hoàng thượng là người anh minh mà nếu xử trảm một người là phải đáng chết chứ, tại sao chỉ một cái việc nhỏ mà xử trảm nó? Chạm ngay cái ngã ông. Hoàng thượng tên này đáng chết lắm, chết rồi mà để cho vua phải mang tiếng là vì một chuyện nhỏ mà giết người. Thôi các khanh tha cho nó đi, trẻo kẻo trẫm mang cái tiếng là tiểu nhân. Vậy thì ông vua này, ông quan này, ổng xin tha cho cái ông này mà ổng không nói. Ông chạm ngay cái ngã ông kia là ông kia tha liền. Cho nên các bậc mà vua chúa ngày xưa,
người ta có cái cách, các bậc mà gọi là cao sĩ, ta có cái cách khuyên các người làm sai quấy. Ví dụ như là có một cái đàn kiến á, nó đi tha mấy hộp gạo về mà nó bị người ta bắt giết nó. Cái có một con kiến nó thoát thân được, nó về nó tụ họp lại nguyên đàn kiến. Nó lập ra một cái chương trình. Bây giờ những loài kiến của chúng ta phải đứng lên chống dậy loài, chống lại loài người. Họ ỷ gọi là thân to sức mạnh giết loài chúng ta, chúng ta phải gọi là phất cờ khởi nghĩa, chúng ta phải thế này thế kia. Thế có con kiến khác nó nói lên: anh nói rất hay, vậy ai là người hy sinh làm chuyện đó? Nguyên đàn kiến đến thinh hết trơn. Thì câu chuyện nó kể xong, người ta nói nhiều khi trong con người mình cũng vậy. Trời ơi, họp lại là nói quá trời những cái điều gọi là ôi cha, nghe rất là hay. Hỏi giờ ai hy sinh làm? Dạ không có tôi ạ. Hỏi sao? Tôi bệnh quá. Hồi nhỏ Pháp Hòa thấy mấy người ta đọc chữ, nói trời ơi, đọc gì mà phải đưa về, mà thiện giờ mình về mình mới thấy. Cái này gọi là viễn thị rồi đó nha. Bằng những lúc nào cũng chú nguyện cho đế vương, thần dân, khiến cho quốc độ bình yên. Sự dạy bảo đạo đức của các bậc cao sĩ như vậy làm cho chư thiên rồng quỷ khởi tâm thương xót, không làm theo thế tục và không gây lỗi lầm. Bằng những nhận thức đáng khen ngợi, quốc vương thần dân nếu có người trí thì nên tìm đến những bậc cao sĩ ấy. Tùy chỗ cần dùng mà dân cúng y thực, giường nằm tật bệnh thì cấp thuốc men để cho những vị ấy yên ổn. Được nghe các kinh giảng giới luật rộng nói, chỉ hướng dẫn tọa thiền. Ngày xưa các vua người ta hay mời các thầy vô cung thuyết pháp. Bằng chứng là Tổ Đạt Ma cũng đã từng vô cung thuyết pháp cho vua Lương Võ Đế. Các vị hòa thượng thường vô cung thuyết pháp, cho nên hễ bài kinh nào mà mấy ông vua thích đó, thì ông vua ban chỉ xuống cho các vị hòa thượng dịch. Cho nên thỉnh thoảng các vị mới đọc trong cái phần tựa là giao tần tam tạng pháp sư phụng chiếu dịch. Phải có chữ phụng chiếu nha, nghĩa là chiếu chỉ của ông vua ban xuống và yêu cầu dịch bộ kinh đó. Cho nên ngày xưa ngài Huyền Trang đó dịch kinh là phụng chiếu dịch đó. Cái bộ kinh mà ngài Huyền Trang dịch cuối cùng đó là bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Thì khi dịch xong cái bộ kinh Đại Bát Nhã rồi đó, vua Đường thích quá, thì vua Đường mới ban chỉ xuống yêu cầu ngài Huyền Trang dịch thêm một bộ nữa, đó là bộ Đại Bảo Tích. Lúc đó ngài Huyền Trang từ chối, nói là thần tôi không thể nào dịch nổi nữa, sức khỏe tôi kém lắm rồi. Mà vua hết mực năn nỉ, cuối cùng ngài Huyền Trang phải nhận lời. Thì trong sử mới kể là ngài Huyền Trang dở bộ kinh Đại Bảo Tích ra, cầm bút lên dịch được có mấy trang thôi, không còn sức cầm bút nổi nữa, thì ngài mới để cái bút xuống, ngài khép kinh lại, ngài nói tận lực. Cho nên ngài khép kinh lại rồi là ngài đi một vòng thăm các chùa, các tổ đình, ngài trở về, ngài mất năm ngài 69 tuổi. Vậy thì ngài Huyền Trang á, 17 năm ròng rã ở Ấn Độ, trở về kinh thành 19 năm dịch kinh, và sau đó ngài viên mãn. Cho nên bộ Đại Bảo Tích á, gom lại nhiều tác, nhiều dịch giả lắm, không phải là một người. Nhưng mà cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển là công trình của ngài Huyền Trang. Mà ngoài bộ Đại Bát Nhã ra, ngài Huyền Trang còn dịch những bản kinh khác, chứ không phải chỉ có Đại Bát Nhã không. Ví dụ như quý vị đọc cái bản kinh Dược Sư mà mình hay tụng, đó là bản dịch của ngài Huyền Trang. Còn cái bản kinh Di Đà đó, ngài Huyền Trang cũng có dịch nữa.
Nhưng mà ngày nay chúng ta không dùng cái bản dịch của Ngài Huyền Trang, mà chúng ta lại dùng cái bản dịch Kinh Di Đà của Ngài Kumala Thập. Như vậy thì mình thường thỉnh các vị vô trong cung. Quý vị biết là bà Võ Tắc Thiên đã từng gửi thơ mời Ngài Lục Tổ Huệ Năng vào cung thuyết pháp, mà Ngài Huệ Năng từ chối không có đi, vì Ngài Huệ Năng chỉ muốn ẩn tu thôi, không thuyết pháp. Nhưng mà ngày xưa bà Võ Tắc Thiên đã từng được các vị hòa thượng khác vào trong triều giảng kinh cho bà nghe. Và chính khi mà bà giảng, bà nghe bộ kinh nào bà thấm, và bà mới viết được cái bài kệ Vô Thượng Thậm Thâm mà ngày nay chúng ta thường tụng đó. Đó là bài kệ của bà Võ Tắc Thiên đó. Bố thí y thực cho người cấu quế khắp nước, không bằng hết lòng cúng dường cho một vị tu hành thanh tịnh. Phước đó rộng lớn ngang bằng phước cúng dường chư Phật còn tại thế chẳng khác. Đây là việc thứ tư. Như vậy thì thưa đại chúng, có bốn việc. Đức Phật hỏi Ngài, Ngài A Nan hỏi Phật, Phật nói một á, là đem tâm từ thương người già yếu ha. Hai thứ hai á, là bố thí. Gặp những cái nơi mà mất mùa, mưa nắng tai biến, vân vân. Cái thứ ba là mình quán chiếu những cái tai ương ách nạn, trong đó có mình. Và khi thấy như vậy thì chúng ta đem thực hành bốn tâm bình đẳng, từ bi hỷ xả. Và cái thứ tư á, là chúng ta cung kính, cúng dường, tán thán những bậc cao sĩ, những người sa môn phạm chí, những người đã hướng dẫn cho mình thuộc con đường tâm linh. Thì đó là bốn việc để có phước. Bởi vì theo cái lời hỏi của Ngài A Nan trong đầu bài kinh đó, khi Đức Thế Tôn niết bàn rồi, chúng con không biết nương vào đâu để tạo phước, nương vào đâu để có sự giải thoát. Thì Đức Phật nói, muốn có phước, muốn giải thoát thì đây là bốn việc. Bốn việc mà các vị có thể nương vào để có phước. Như vậy, ngoài cái việc từ tâm, quán chiếu cứu giúp, có một cái mà để cho chúng ta giải thoát là gì? Đó là chúng ta học kinh, nghe pháp, ghi nhớ lời Phật, là cái giải thoát đó, cái thứ tư đó. Còn ba cái trước là thuộc về phước. Bởi vì chúng ta quán chiếu để thấy tất cả những cái tai nạn không ngoài mình mà có, mà hơn nữa tất cả những điều lành phước thiện cũng không ngoài chúng ta. Phóng vào ví dụ ha, đừng nói đâu xa hết, nội cái thành phố Oklahoma này thôi. Bây giờ mình có 5-6 ngôi chùa. Bây giờ 5-6 ngôi chùa này đều có những sinh hoạt tùy theo cái duyên của mỗi Phật tử, tùy theo cái hoàn cảnh thuận đường gần nhà, tùy theo cái duyên của mỗi người phù hợp với mỗi cái cách sinh hoạt của các chùa. Nhưng mà nói cho cùng, tất cả những chỗ lành thiện này do ai mà có? Do những người Phật tử của chúng ta. Kẻ công người của, kẻ ít người nhiều, bằng tâm lực, bằng thực lực, bằng vật lực, bằng tất cả những tấm lòng của chúng ta để tạo dựng lên. Nhưng mà nếu chúng ta không thích những điều này thì chắc chắn rằng chùa không có. Mà những chỗ ăn chơi sa đọa, những cái chỗ gọi là cờ bạc vân vân, nó sẽ có mặt, do cái sự chúng ta không có phát tâm về cái điều thiện này. Cho nên á, mình thấy ở đâu có việc thiện vượt ngoài cái sự gọi là phân chia phe phái, gọi là gì, dùng miền, chúng ta vượt được tất cả những cái đó thì chúng ta sẽ đi đến cái tâm chung, đó là tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm từ bi hỷ xả, mà chúng ta gọi là tứ vô lượng tâm. Mà tứ vô lượng tâm còn được gọi là đẳng tâm. Tại sao là đẳng? Từ bình đẳng,
bi bình đẳng, hỷ bình đẳng, xả bình đẳng. Vì vậy đã là vô lượng là phải bình đẳng. Còn phân biệt thì dù có vô lượng cỡ nào cũng còn có phân biệt. Cho nên đó, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta qua câu hỏi của Ngài A Nan: khi Phật mất rồi, con nương vào đâu để tạo phước? Vậy thì phước đâu phải ở nơi Phật mới có, đúng không? Phước ở đâu? Đây, xung quanh mình nhiều lắm. Thấy một người già đang đi lụm cụm lợi đưa tay, đấy, phước đó. Một cái vỏ chai ai đập, ai lỡ bể ngoài đường lụm lên, cất giấu bỏ một rác để cho người ta đừng có đạp, phước đó. Thấy người ta xe cán đinh, mình tìm cách giúp cho người ta, phước đó. Ai đi chùa mình thuận đường, mình chở cho người ta đi, phước đó. Bỏ qua cái người đó kỳ cục lắm. Lúc mà cần mình kêu mình, mà lúc cần mình phủi mình cái một mình vượt được cái đó. Mình chỉ thấy rằng lúc đó cần giúp là giúp thôi. Thế mà mình còn dính mắc là mình còn chấp trước, là còn khổ, còn phiền muộn cái chuyện đó. Còn mình vượt được thì mình bình đẳng, nghĩa là lúc nào cần mình giúp, không có phân biệt gì cả. Thì đó là cái bài kinh mà chúng ta học trong cái khóa tu này, A Nan tứ sự. Và mình có thể gọi đây là bốn việc phước. Thì mong đại chúng qua cái bài kinh này chúng ta có thể nghe lại, để chúng ta nương vào những cái lời kinh để chúng ta tu tập. Và đại chúng cứ nhớ Đức Phật nói: nương tựa hải đảo chánh pháp. Và hải đảo chánh pháp là an toàn nhất, thấy không? Mà Đức Phật còn nói một câu là hãy nương tựa chính mình, đừng nương tựa với ai. Nương tựa chính mình tức là nương tựa vào hải đảo của chánh pháp. Chánh pháp ở nơi mình. Và khi mà kinh điển nó nằm ở trong tâm thức mình rồi, thì chính kinh điển đó, pháp đó, giáo pháp đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta vượt tất cả mọi khó khăn. Chúc đại chúng an lạc tu tập.